Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 29. Thần Đại Thiên Phó Thác thứ 9 hồi hướng không buộc, không chấp, giải thoát. Bấy giờ thiện tài đồng tử nhập vào hạnh rộng lớn của Bồ Tát, cầu cảnh giới trí huệ của Bồ Tát, thấy việc thần thông của Bồ Tát, nghĩ nhớ công đức thủ thắng của Bồ Tát, sinh đại hoan hỷ của Bồ Tát, khởi tinh tấn kiên cố của Bồ Tát, nhập vào tự tại giải thoát không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, tu hành bậc công đức của Bồ Tát, quan sát bậc tam muội của Bồ Tát, trụ bậc tổng trì của Bồ Tát, nhập vào bậc đại nguyện của Bồ Tát, đắc được bậc biện tài của Bồ Tát, thành tựu bậc các lực của Bồ Tát. Thiện tài từ từ đi du hành đến thành Đoạn La Bát Đề, bèn đi các nơi hỏi vị thần Đại Thiên ở chỗ nào. Họ đáp rằng ngài Đại Thiên đang ở trong thành đó, hiện thân rộng lớn vì đại chúng nói pháp. Lúc đó thiện tài đồng tử nhập vào hạnh rộng lớn của Bồ Tát, cầu cảnh giới trí huệ của Bồ Tát, thấy việc thần thông của Bồ Tát, nghĩ nhớ công đức thủ thắng của Bồ Tát, sinh tâm đại hoan hỷ của Bồ Tát, khởi tinh tấn kiên cố của Bồ Tát, nhập vào tự tại giải thoát không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, tu hành bậc công đức của Bồ Tát, quán sát bậc tam muội của Bồ Tát, an trụ bậc tổng trì của Bồ Tát, nhập vào bậc đại nguyện của Bồ Tát, đắc được bậc biện tài của Bồ Tát, thành tựu bậc các lực của Bồ Tát. Sau đó thiện tài từ từ đi du hành về hướng Nam, đến thành Đoạn La Bát Đề, bèn đi các nơi hỏi thần Đại Thiên hiện đang ở chỗ nào. Người trong thành đều đáp rằng ngài Đại Thiên đang ở trong thành đó, hiện thân rộng lớn vì đại chúng nói pháp. Bấy giờ thiện tài đi đến chỗ vị thần Đại Thiên đảnh lễ, rồi ở trước ngài chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Lúc đó thiện tài đồng tử đi đến chỗ đạo tràng của vị thần Đại Thiên đảnh lễ ngài, rồi ở trước mặt ngài chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe Bồ Tát Chánh Thú giới thiệu ngài cho con, nói Đức Thánh ngài khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, xin hãy vì con mà diễn nói. Đây là hồi hướng không ràng buộc, không chấp giải thoát thứ 9, biểu thị chẳng bị tướng ràng buộc, chẳng chấp trước tướng, tác dụng tự tại. Thiện tri thức tên gọi là thần Đại Thiên, vì ngài thị hiện đại thân nên không ràng buộc, không chấp, trí huệ thanh tịnh nên tự tại, do đó tên là Thiên. Xưng lý phổ ứng nên tên là Đại. Diệu dụng khó dò nên tên là Thần. Đoạn La Bát Đề dịch là hữu môn, biểu thị có pháp môn vi diệu không ràng buộc này. Bấy giờ thần Đại Thiên giơ ra bốn tay dài, lấy nước bốn biển tự rửa mặt mình, cầm các hoa bằng vàng giải lên thiện tài mà bảo rằng: Thiện nam tử, tất cả Bồ Tát khó có thể thấy được, khó có thể nghe được, rất ít hiện ra đời. Ở trong chúng sinh ngài là bậc nhất, là hoa sen trắng trong loài người, là chỗ trở về của chúng sinh, là người cứu hộ chúng sinh, là nơi an ổn của các thế gian, là đại quang minh của các thế gian, chỉ bày kẻ mê hoặc an ổn nơi con đường chánh, là đại đạo sư dẫn dắt các chúng sinh vào cửa Phật Pháp, là tướng đại pháp khéo giữ gìn thành nhất thiết trí. Bồ Tát khó có thể gặp được như vậy, chỉ có người thân miệng ý không lỗi lầm mới thấy được hình tướng Bồ Tát, nghe được biện tài Bồ Tát. Bồ Tát thường hiện ra ở trước họ bất cứ lúc nào. Lúc đó thần Đại Thiên giơ ra bốn tay dài, lấy nước bốn biển tự rửa mặt mình. Bốn cánh tay biểu thị bốn vô ngại giải thoát, cũng là bốn biện tài vô ngại: pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện. Nước bốn biển biểu thị thắng lưu pháp thủy. Thần Đại Thiên dùng nước biển tự rửa mặt ngài, biểu thị tự lợi, dùng rửa thân tâm. Sau cầm các hoa bằng vàng giải lên thiện tài, biểu thị lợi tha, cũng biểu thị dùng bốn pháp nhiếp, nhiếp lấy bốn chúng. Sau đó thần Đại Thiên bảo thiện tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, tất cả Bồ Tát chẳng những khó có thể thấy được, mà thậm chí cũng rất khó có thể nghe được danh hiệu của Bồ Tát. Các ngài rất ít thị hiện ra đời. Ở trong chúng sinh ngài là bậc nhất, là đóa hoa sen trắng trong loài người, là chỗ trở về của chúng sinh, là người cứu hộ chúng sinh, là nơi an ổn của các thế gian, là đại quang minh tạng
của các thế gian, chỉ bày tất cả chúng sinh mê hoặc, khiến cho họ an ổn nơi con đường chánh đáng, là đại đạo sư của chúng sinh, dẫn dắt tất cả chúng sinh vào cửa Phật Pháp, là tướng đại Pháp khéo giữ gìn thành nhất thiết trí huệ. Bồ Tát khó có thể gặp được như vậy, chỉ có người thân miệng ý không lỗi lầm mới thấy được hình tướng Bồ Tát, nghe được biện tài vô ngại của Bồ Tát. Bất cứ lúc nào Bồ Tát cũng thường thị hiện ra ở trước họ. Thiện nam tử, ta đã thành tựu Bồ Tát giải thoát, tên là Lưới Mây. Thiện tài hỏi, Đức Thánh, cảnh giới giải thoát lưới mây như thế nào? Bấy giờ thần đại thiên ở trước thiện tài thị hiện đống vàng, đống bạc, đống lưu ly, đống pha lê, đống sa cờ, đống mã não, đống diệp báu lớn, đống tạng báu lìa cấu, đống đại quang minh báu, đống phổ hiện thập phương báu, đống mã báu, đống ấn báu, đống chuỗi báu, đống ngọc châu báu đeo tai, đống vòng tay báu, đống vòng báu, đống lưới châu, đống đủ thứ mani báu, đống tất cả đồ trang nghiêm, đống mani như ý, đều như núi lớn. Thần đại thiên nói, thiện nam tử, ta đã thành tựu một giải thoát của Bồ Tát tên là Lưới Mây. Thiện tài đồng tử hỏi, Đức Thánh, cảnh giới giải thoát lưới mây như thế nào? Lúc đó thần đại thiên ở trước thiện tài thị hiện đống vàng tựa như núi, đống bạc cũng vậy, cho đến đống lưu ly, đống pha lê, đống sa cờ, đống mã não, đống diệp báu lớn, đống tạng báu lìa cấu, đống đại quang minh báu, đống phổ hiện thập phương báu, đống mão báu, đống ấn báu, đống chuỗi báu, đống ngọc châu báu đeo tai, đống vòng tay báu, đống vòng báu, đống lưới châu, đống đủ thứ mani báu, đống tất cả đồ trang nghiêm, đống mani như ý, đều cao như núi lớn. Lưới mây là biểu thị dùng lục độ đại bi, như mây che phủ thấm nhuần, như lưới la nhiếp chúng sinh, lại thị hiện tất cả hoa, tất cả tràng hoa, tất cả hương, tất cả hương đốt, tất cả hương thoa, tất cả y phục, tất cả tràng pha, tất cả âm nhạc, tất cả đồ nam dục vui thích, đều cao như núi, và hiện ra vô số trong ngàn vạn ước các chúng đồng nữ. Rồi thần đại thiên bảo thiện tài rằng, thiện nam tử, có thể lấy những vật đó dâng lên cúng dường Như Lai, tu các phước đức và bố thí cho tất cả, nhập lấy chúng sinh, khiến cho họ tu học bố thí ba la mật, xả bỏ được vật khó xả bỏ. Thần đại thiên lại thị hiện tất cả hoa, tất cả tràng hoa, tất cả hương, tất cả hương đốt, tất cả hương thoa, tất cả y phục, tất cả tràng pha, tất cả âm nhạc, tất cả đồ năm dục, tài sắc, danh ăn ngủ, vui thích, đều chất đống cao như núi. Ngài lại thị hiện ra vô số trong ngàn vạn ước các chúng đồng nữ. Sau đó thần đại thiên bảo thiện tài rằng, thiện nam tử, người hãy lấy những vật đó dâng lên cúng dường chư Phật, tu các phước đức và bố thí cho tất cả để nhấp lấy chúng sinh, cũng khiến cho họ tu học bố thí ba la mật, xả bỏ được vật khó xả bỏ. Thiện nam tử, như ta vì ngươi thị hiện những vật này là dạy ngươi tu hành bố thí vì tất cả chúng sinh cũng đều như thế, đều khiến cho họ nhờ căn lành huân tập này cung kính cúng dường nơi Tam Bảo, chỗ thiện tri thức sẽ tăng trưởng pháp lành mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thiện nam tử, như ta vì ngươi thị hiện đủ thứ những vật này là dạy ngươi tu hành pháp môn bố thí, ta vì tất cả chúng sinh cũng đều như thế, đều khiến cho họ nhờ đủ thứ căn lành huân tập này cung kính cúng dường Tam Bảo thiện tri thức sẽ tăng trưởng pháp lành mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh tham chấp năm dục tự phóng dật, thì vì họ thị hiện cảnh giới bất tịnh. Nếu có chúng sinh sân hận kiêu mạn nhiều cạnh tranh, thì vì họ thị hiện thân hình rất đáng sợ như la sát vân vân, uống máu ăn thịt khiến cho họ thế rồi sợ hãi kinh hoàng, tâm ý điều nhu xà lìa oán kết. Nếu có chúng sinh hôn trầm lười biếng, thì vì họ thị hiện vua cướp nửa nước lửa và các bệnh nặng khiến cho họ thế rồi tâm sinh kinh hãi, biết có sầu khổ mà tự cố gắng. Dùng đủ thứ phương tiện như vậy khiến cho họ xả bỏ tất cả các hạnh bất thiện, tu hành pháp lành khiến cho họ trừ tất cả chướng ba la mật, đầy đủ ba la mật, khiến cho họ vượt qua tất cả đường hiểm chướng ngại đến nơi không chướng ngại. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh tham chấp năm dục, tài sắc, danh ăn ngủ hoặc sắc thanh hương vị xúc pháp tự phóng dật, thì ta vì họ thị hiện cảnh giới bất tịnh khiến cho họ thức tỉnh. Nếu có chúng sinh có tâm sân hận kiêu ngạo ngã mạn, trong mắt chẳng coi ai ra gì, thường cạnh tranh với người khác, thì ta vì họ thị hiện thân hình rất đáng sợ
như la sát vân vân uống máu ăn thịt chúng sinh, khiến cho họ thế rồi bèn sợ hãi kinh hoàng, tâm ý thành điều phục nhu thuận, xả liễu oán kết. Nếu có chúng sinh hồn trầm lười biếng thì ta vì họ thị hiện phạm vương pháp, trộm cướp nước dìm nạn lửa và tất cả các chứng bệnh nặng, khiến cho họ thấy rồi bèn sinh tâm kinh hãi, biết trên thế gian có nhiều sầu khổ mà tự mình cố gắng sách tấn dụng công tu hành, không còn phóng dật lười biếng nữa. Ta dùng đủ thứ pháp môn phương tiện như vậy, khiến cho họ xả bỏ tất cả các hạnh bất thiện mà tu hành pháp lành, khiến cho họ trừ khử được tất cả chướng ngại ba la mật mà đầy đủ pháp ba la mật đến bờ kia, khiến cho họ vượt qua tất cả đường hiểm chướng ngại đến được nơi không chướng ngại. Thiện nam tử, ta chỉ biết giải thoát lưới mây này như các đại Bồ Tát, giống như trời Đế Thích đã hàng phục được tất cả quân Atula phiền não, giống như nước lớn khắp tiêu diệt được các lửa phiền não của tất cả chúng sinh, giống như lửa mạnh khắp khô cạn các nước ái dục của tất cả chúng sinh, giống như gió lớn khắp thổi bay các tràng kiến chấp của tất cả chúng sinh, giống như kim cương đều phá tan được các núi ngã kiến của tất cả chúng sinh, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn giải thoát lưới mây này như các đại Bồ Tát, các ngài giống như trời Đế Thích đã hàng phục được tất cả quân Atula phiền não, giống như nước lớn khắp tiêu diệt được các lửa phiền não của tất cả chúng sinh, giống như lửa mạnh khắp khô cạn các nước ái dục của tất cả chúng sinh, giống như gió lớn khắp thổi bay các tràng kiến chấp của tất cả chúng sinh, giống như kim cương đều phá tan được các núi ngã kiến của tất cả chúng sinh, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Người hãy đi tìm một vị thiện tri thức khác. Thiện nam tử, trong Bồ Đề Tràng nước Ma Kiệt Đề Diêm Phù Đề này có chủ địa thần tên là An Trụ. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào, học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị thần đại thiên, rồi đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần tử tạ mà đi. Thiện nam tử, trong Bồ Đề Tràng nước Ma Kiệt Đề phía đông Ấn Độ, Nam Diêm Phù Đề này, có một vị chủ địa thần cai quản đất đai tên là An Trụ. Người hãy đi đến chỗ vị đó hỏi Bồ Tát làm thế nào, học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ vị thần đại thiên rồi đi nhiễu vô lượng vòng, sau đó ân cần tử tạ mà đi về hướng nam tìm cầu một vị thiện tri thức khác.